tuổi của quý thầy đó, mà mình tu cái con nít thì mình phải dìu nó đi, nhưng mà đâu phải dìu đi hoài đâu mà dìu suốt đời không, có ai dìu suốt đời không, có handicap tàn tật, mình đâu muốn tàn tật đâu mà muốn tự đi, nhưng mà chẳng những đi chưa được phải cần dìu, tu là phải tiến không mà. À, cho nên bây giờ bắt đầu thầy dìu mình đi, gặp mình khổ đau vô thường vô thầy an ủi không à, chích cho liều thuốc tê, cho thuốc uống, nhưng mà hết thuốc tê là thuốc giảm đau thôi, nhưng mà đồng thời uống thuốc trị bệnh nữa, không là tới tu tập thì tự mình hết bệnh, chứ mình chỉ thích uống thuốc giảm đau mà không có chịu uống thuốc trị bệnh thì sao, có hết bệnh được không? Không hết bệnh, à, cứ lệ thuộc với thuốc giảm đau thành ra nghiện luôn không có được. Cho nên lợi suy hủy dự, hủy là người ta phỉ báng mình không có làm, người ta nói mình có làm, à đó là mình rất là tức phải không ạ, à, rất là tức. À, dự là người ta à, hủy dự, người ta khen mình, à, ta khen, nghe khen là mình thấy mình cái bản ngã mình đã đưa lên cao, đúng không ạ, đưa lên cao thì cái ngôn ngữ con người ta, chúng ta thấy con người ta bị cái tiếng thị phi, bị cái lời phỉ báng á, làm cho mình thối bỏ cái đạo tâm. Ví dụ như mình đi cái chùa đó rồi á, cái cúng cho chùa hộ chùa đó, rồi có nhiều người ganh ghét, người ta nói ồ cái bà đó, đó chắc là đệ tử ruột ông thầy đó, cho nên là bà mới ổng mới quý bà về, bảo bà cúng nhiều về đó. Mình nghe vậy mình giận lẫy nó, thôi vậy tôi không đi chùa đó nữa, cho bà đó biết cái ai mà. Thì tất cả đều là do cái tâm mà thị phi, à, làm cho tâm mình đã động. Còn mình làm đúng thì dù người ta có khen cũng vậy, mà có chê cũng vậy đó, mà mình cũng không có quan tâm. Người ta khen mình cũng không có được cái gì, mà ta chê mình không có mất cái gì. Nếu mình vì tiếng ta khen á để mình á, tăng cái bản ngã thì đó là cái chướng ngại rất là nguy hiểm. Nếu bị cái tiếng ta chê á để mình thói thất đạo tâm á, đó là tự mình hại đi mình, đúng không ạ? Mình không phải là con rối, nhưng mà thường thường mình chính là con rối. Tại vì sao? Tại ta muốn mình vui, ta là gì? Khen mình cái là vui liền không à? Ta muốn mình buồn, ha? Chê mình đếm là buồn à? Phải mình là con rối không? Con rối trong cái tay người ta. Hồi xưa có một nhà văn Mỹ tên là Mark Twain á, ổng là nhà văn mà hài hước. À, thì một hôm ổng cá với bạn ổng á, có một cô ngồi ngay bãi biển có con chó đó. À, đi với con chó cưng của cô đó ngồi bãi biển, ổng cá với người bạn đó, tôi có thể nói một câu làm cho cô này cười, và nói một câu thứ hai làm cho cô này sụ mặt lại, tin không, một câu thôi không quen. Thì mấy người bạn mới thách thức ổng để ổng lại đó, trước mặt cái cô đó, trước con chó phanh tay, ổng quay ra con chó nói dạ chào ba. Con này cười lên vui vậy đó, trời ơi thằng này thùng thùng, con chó mình còn kia nó bằng ba, ai nữa ổng phanh tay lại gặp cô này dạ chào thưa má. Là con này nổi sân. Thì chúng ta biết không, mình là bị lệ thuộc vào ngôn ngữ người ta đó mà. À, cho nên mình biết được như vậy thì mình sẽ trước cái là an vui. Nhưng mà chúng ta thấy đó, mình đừng có sợ cái tiếng người ta nói xấu mình, cái tiếng chửi người ta mình. À, ta chửi mình mà mình không có làm là người ta gánh bớt cái nghiệp cho mình đó. Ta chửi mình mà mình không có làm, tức là ta tiêu nghiệp giùm mình đó. Nó có cái bà già bà nuôi đàn vịt ở quê á. Đàn vịt bà đông quá cho nên bà đâu có biết bao nhiêu con. À, sáng là bà thả cho nó ăn lúa, chiều bà lùi về chuồng. Có thằng hàng xóm nó thấy bà già nghịch ngạc cho nên nó muốn lợi dụng. Ngày nào nó cũng chơi, nó canh, nó bắt con vịt của bà, nó về nó nấu cháo nè. Bữa nó bắt con vịt nó đi, nó luộc, à, nó bắt con vịt nó làm xe phai. Thì nó làm riết, nó bắt vịt mà tại bà đàn vịt đông quá, bà đâu có biết mất đâu. Nhưng mà có người hàng xóm, à, cái người mà phụ bà thấy vịt nó mất như vậy đó, thì cũng có nói bà, nhưng mà bà cũng không sao đâu, cũng không có nói câu gì, bà cũng rất là hiền lành. À, bà vẫn lo cái đàn vịt của bà. Nhưng mà cái thằng ăn cắp vịt của bà, các bạn biết không, ăn cắp á, thời gian ăn xong nó người bị ngứa, nó ngứa là ngứa, cái nó gãi, nó uống thuốc mà uống không hết. À, mà chỗ nó gãi á, càng gãi lên á, chỗ đó thì nó mọc cái lông, mà lông gì, lông vịt. À, cái lông vịt á, mà nó lên nó gãi rồi nó đi uống thầy, đi thuốc không có hết. À, thì một hôm nó gặp ông thầy, ông hỏi sao, ông thầy nói
cái bệnh của con sao thuốc mà trị hết được, cái bệnh của con là bệnh nghiệp đó mà. À, con nghĩ lại coi con gần đây con có làm gì bậy bạ không, à, mà bị dưới cái nghiệp này. Nó nghĩ tới nghĩ lui nó nói à, chắc là mình ăn cắp dịch á, bà già cho nên á, mình mới bị cái nghiệp này, cái bệnh ngứa mà lông dịch nó mọc lên vậy. Để hỏi thầy giờ sao thầy, à, con thưa thầy vậy nó muốn vậy á, thì muốn tiêu nghiệp á, anh muốn hết nghiệp á, anh làm sao ra để cho bà chửi anh á thì mới hết cái bệnh này được. Thiền này tại nó bệnh nghiệp mà cũng không hết, cho nên chỉ có bà đã chửi mới tiêu nghiệp thôi. Tại ăn cắp của người ta chửi là phải rồi, còn này ăn cắp mà ta không bị, không được người ta chửi à, cho nên nghiệp nó không hết à. Cho nên nó mới tới nhà bà mà nó bị mắc cỡ, không mà nó bị xấu hổ, nó không dám nói ăn cắp. Nó qua nhà bà nó nói ủa lúc này bà cụ chăn dịch sao, bà cụ nó thì cũng bình thường, nói bà cụ thấy đàn dịch mất không, nó, ta cũng không có để ý nữa mày. Nói vậy chứ con thấy lúc này bằng dịch bà nó càng ngày càng giảm, chắc có đứa nào nó chơi nó ăn cắp cắt cớ của bà đó. Nó vậy hả, nó kệ nó, nó thôi bà chửi đi, thằng này ăn ở bắt bất dân tức đất lắm. Bà kêu nó ra bà chửi, mà tốt hơn nữa bà kêu cha mẹ ra bà chửi, bà kêu ông bà tổ tiên ra bà chửi. Nó đang nỉ hả chửi, người ta không dám đâu. Kia bà kia thằng cắp dịch ra chửi à, nó thôi kệ nó con ơi, ăn cắp á quả báo ráng chịu, quả báo ráng chịu, chửi chê nó mày đang nỉ hoài mà bà giáo chịu chửi. Rốt cuộc á nó phải sao, nó phải thú thật, nó thưa bà chửi giùm con nhờ. Onegashima. Nói dạ con ăn cắp dịch đó. Thì bởi dạ con ăn cắp cho nên bây giờ con bị mắc cái bệnh nghiệp không, mình cứ gãi tới đâu lông mọc nó tới đó không mà. Dạ con đi thầy, thầy nói bệnh này bệnh nghiệp à, không thuốc nào trị được á, chỉ có là bà chửi giùm con rồi con hết nghiệp nó lông nó rồi, đúng không? À, cho nên bị người ta chửi á, mà mình không có làm á thì là tiêu cái nghiệp, mà mình có làm rồi á thì là mình trả được cái nghiệp của mình. Cho nên á, không sợ bị ta chửi, ta chửi là vẫn mỉm cười mà. Đó Kinh Kim Cang nói, Kinh Kim Cang nói nếu có người phát tâm vô thượng bồ đề mà tu mà đời này bị những quả báo, bị những tỷ phi chửi ác thì biết người đó thay vì có nghiệp phải đọa về địa ngục, mà bây giờ nhờ chửi vậy đó mà trả được cái nghiệp báo còn nhẹ. Cho nên bị chướng ngại mình nghĩ như vậy cái mình vui, không mà. Mặt ai biếm, mặt ai dèm, châm lửa đốt trời chỉ nhọc thêm, ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Quán lệ ác ấy công đức thầy ta từng làm, tiên nhẫn nhục không vì thủy bán khởi ghét thương, làm sao tỏ được sức vô sanh từ nhẫn. Đó là lời của ngài Quyền Giác trong chính đạo ca. Mặt ai biếm, mặt ai dèm, ta biếm ta dèm ta chê gì cả kệ, châm lửa đốt trời tự nhọc thêm. Cái người này nói xấu mình giống như cái người gì, người là đốt lửa lên bầu trời á thì nhọc cái đó đốt trời được không? Không có được, không mà nếu tâm mình rỗng rang như bầu trời thì không ai đốt mình được hết trơn. Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Mình nghe ta chửi mình mà mình vui như uống nước cam lồ, hay giờ nó giống uống Coca-Cola đi ha, là rất là có phước. À, đó mình trả cái nghiệp cũ mà mình không có chọc gì bả hết mà bả chửi mình. Có thể đời này mình không chọc cái đâu, đời trước mình ghẹo bả dữ lắm. Không giờ đây có tu không mà, cho nên mình hành hạ bà dữ lắm, cho nên bây giờ để tôi bà chửi mình lại vài câu trả được nợ cũ đó mà, vậy là nhẹ nhàng à. Cho nên cảm ơn bà chửi mình à, rụng bớt chỗ lông dịch. Nói vậy cho nên tu là vậy đó, hủy dự cũng vậy, người tiếng khen đừng ham mấy tiếng khen, tiếng khen nó tô bồi cái bản ngã của mình đó mà. Người ta rất thích khen à, rất cái danh dự à, nhưng mà nó dễ dàng mình phải cẩn thận trước cái đó. Tiếng khen nó làm cho mình bị đánh mất mình là không ai, mình bị cái bản ngã mình á là nó che lấp của mình, hủy dự. Cho nên học Phật là chứ cái tiếng khen chê à, mình người tu phải tự biết mình đó mà. Mình dở mới biết mình dở, nhưng mà mình dở mà nói mình giỏi là mình thích, mà nó nói mình dở là mình giận đó mà. Mình xấu là nó mình xấu phải rồi, không phải đó mà. Phải khen đẹp mình mới chịu đó mà. Thầy Tết vừa rồi, Tết Tây á, thầy có về Đài Loan thăm lễ mấy Phật tử 10 năm. À, bên người Đài Loan thì có họ mười mấy người Phật tử có đặt một cái tiệc để đãi thầy. À, một cái bàn 12 người.
thỉnh này dùng cơm thì các Phật tử cũng lâu lắm họ mới gặp được nhau. Có một bà, hai bà đó 10 năm nay mới gặp lại nhau. Tại 10 năm trước khi còn ở Đài Loan thì mấy cô nó tới với nhau. Khi thầy qua Mỹ rồi giờ mới trở lại thì mấy cô nó liên lạc nhau lại để mà đón thầy. Thì họ nói chuyện với nhau đó, khách sáo nhau, bà là nói trời ơi 10 năm gặp lại rồi mà không thấy bà già lúc nào cũng trẻ như xưa. Bà này bà trả lời nói, bộ bà nói tôi yêu quái hả? Chỉ có yêu quái mà không 10 năm vậy hả? Nó tiếng tờ hả? Nó bị treo ở sư giao coi à? Bây giờ yêu quái à, giống như phim Tài Thiên Đại Thánh không, yêu quái đâu có già đâu. Tôi mấy ngàn năm mà cũng trẻ. Nó 10 năm không già đó, yêu quái rồi già. Thấy không, người biết đạo người ta vậy đó, ta nhìn xưa thật. Còn mình 10 năm mà gặp là không thấy chị già, thấy sung sướng rồi không ạ? Nở mặt, nở gan, nở phổi ra liền. Còn ai gặp nó chê mình già là thấy mình buồn, mình giận được. Cho nên cái tiện khen chê nó là vậy thôi, nó là tương đối không mà. Tương đối nó không có cái thật nghĩa. Thật nghĩa nó nằm ở trong lòng của mình. Mình dở, mình phải biết mình dở. Mình hay chỗ nào, mình phải biết cái chỗ đó. Và cái chỗ nào chưa hay, mình biết. Phải biết được mình. Hồi sáng thầy cái chỉ cho các vị tu á. Một vị mà sáng tới hỏi pháp của thầy á, như chị Hạnh phải không à? Thầy chỉ cái chánh niệm tỉnh thức. Phải biết cái chánh niệm, biết thân thọ tâm pháp. Biết rõ được mình, biết rõ được mình rồi thì ta có khen, có chê gì. Cái đó chỉ bên ngoài thôi đó mà, quan trọng là mình biết được mình hay không. Còn mình không có biết được mình là mình con rối cho người ta. Ta muốn mình vui, muốn lợi dụng mình á, cái người ta khen mình, đưa mình lên đúng không à. Lợi mình làm hết rồi á, cái người ta hết lợi dụng được mình đó. Rồi người ta hết khen mình rồi không à, ta rút lại hết. Dắt chanh là hết chanh là sao? Bỏ cái vỏ. Nhưng mà tại sao để cho ta dắt? Tại mình bị ta lợi dụng, ta đưa mình lên. Rồi ta muốn mình buồn, mình giận, ta muốn mình không có đi chùa đó đó ha, mà ta muốn gì á, ta nói xấu mình đây này nọ, rồi mình bỏ, mình giận lại không đi chùa. Là thiệt ai, thiệt mình chứ thiệt ai mà. Nên người tu mình phải hiểu được mình là ai, mình như thế nào là quan trọng nhất. Chứ không phải là do nơi đó bên ngoài hoàn cảnh. Cái ngọn gió khen chê nó quan trọng lắm. Đó là nãy thầy giảng bốn ngọn gió rồi phải không? Rồi sưng cơ cũng vậy. Sưng cơ là hồi nãy là nó hủy dự là khen chê sau lưng. Còn cái này là ta khen chê trước mắt. Ta sưng tán mình lên, tán tụng lên không mà. Cho nên thường thầy đi giảng mà thầy nhận phổ gặp thầy lần đầu tiên á, thầy hỏi thầy cho thầy giới thiệu thầy gì đó mà. Giới thiệu thì chắc thầy muốn giới thiệu này cái tiến sĩ này nọ, trụ trì nọ, thầy nó thôi giới thiệu ở chùa nào qua đây thôi. Tên gì ở đâu cho ta biết vậy thôi. Không mà. Nhưng mà con người ta khoái giữa đám đông mà nói lên bằng cấp, nó lên chức vụ, nó lên cái này cái kia. Cái đó Phật tử không có cần thì đó. Mình 10 cái bằng tiến sĩ đi nữa cũng vô địa ngục như thường, không biết tu. Ông thầy lên giảng Phật tử, ông khoe bằng tiến sĩ nè, bà già đó, thưa thầy, con đó, nó có tới mấy bằng hơn thầy mà con không có nghe nó, con tới đây nghe thầy. Tại vì sao? Thầy có tu, con không có tu. Con nó móc tiền, nó tiến sĩ vậy cho nó móc tiền nó đưa con nha. Nhưng mà thầy không có tiến sĩ nhưng mà con móc tiền con cúng già thầy. Đó mà ta quyết cái tu có bị đây. Không cần cái gì, cái chuyện đó là chuyện của riêng mấy thầy đó mà. Để mấy thầy có cái nguyện riêng để làm Phật pháp riêng. Nhưng mà điều quan trọng, vì tới đây thầy như thế nào, học Phật pháp được không? Các bạn tới đây để nghe thầy quảng cáo, tự quảng cáo về cái bằng cấp của mình, cái trí thức thế gian đó. Đó mà đến đây để học Phật pháp với thầy, đó là cái quan trọng của bạn. Cho nên xưng cơ, có người ta khoái danh xưng á, nhiều khi mà giới thiệu á mà sót chức vụ, nhiều chức quá. Ví dụ như chức này chức kia là tổng thư ký này hay là chủ tịch kia mà quên sót cái là giận. Cho nên người ta một miếng giữa đàn hơn một làng xó bếp là vậy. Và xưng bằng cơ chơi cũng vậy. Mình mà bị người ta mà nói xấu trước mặt hay ta mắng chửi mình vẫn quan hỷ được thì người đó thầy nghĩ đó là đại tu hành. Cho nên tối hôm qua thầy nói tu hành tụng kinh có phải là tu không này chứ? Im ru à, tụng kinh có phải là tu không? Niệm Phật có phải là tu không? Niệm tụng kinh có phải là tu không?
Điện Phật có phải là tu không? Ngồi thiền có phải là tu không? Ăn chay có phải là tu không? Nếu mà ăn chay mà sân si, tụng kinh mà không có hiểu gì hết, vẫn mê tín dị đoan, không à? Ngồi thiền mà buông ra là bát nháo, không à? Niệm Phật á, niệm cho to mà tâm nghĩ đâu đâu, có tu không? Không. Nên niệm tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bản thân không phải là tu, mà đó là phương pháp tu. Đó là cách tu chứ không phải cái sự tu. Cái tu là sửa mà. Cho nên nói tham sân nghiệp chướng chẳng chừa, bo bo mà giữ, tương dư ích gì. Mà ăn chay là để thực hiện cái lòng từ bi. Ăn chay thì mình phải hiền hơn cái người không ăn chay. Còn mình ăn chay mình giữ hơn người ăn chay. Đó mà làm sao mà gọi là tu được. Đồng ý này không à? À, chứ mà ăn chay bằng con bò không, ăn chay từ trong bụng nó ăn cỏ không à. Nhưng mà nó không có tu, không à, tại vì nó không có chánh niệm. Mình ăn chay trong chánh niệm tập tu. Ăn chay là cách tập tu rất là tốt không à. À, chánh niệm mình tu ăn chay để tránh sát sanh tạo nghiệp đúng không à. Ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ từ bi, thì lúc đó người đó ăn chay mà có tu. Nên ăn chay chỉ là cái phương tiện giúp mình tập tu, chứ không phải bản thân là tu. Giống như mấy sư bên Nam Tông, ta đâu có ăn chay đâu, nhưng không có nghĩa là ta không có tu. Còn mình chấp ăn chay là tu thì mình thấy ai không ăn chay là mình nói sao? Không tu. Có vấn đề không? Có vấn đề đó. Mà cho nên thầy nhắc lại, ăn chay có phải là tu không? Không. Ăn chay chỉ là phương tiện để tập, tập tu. Tụng kinh có phải là tu không? Đó là phương tiện để tập, tập tu. Tụng kinh giả minh Phật chi lý để sáng được cái lý của đạo Phật. Tụng kinh việc dễ nghĩa khó thông, tụng không hiểu nghĩa luôn uổng công, hiểu được không làm thêm phí sức, ngài trì vạn quyển cũng bằng không. Nên tụng kinh như đó cũng là không phải là tu. Niệm Phật cũng vậy, niệm Phật dễ dàng, khó nhất tâm, miệng tâm bất nhất luôn uổng công, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, cho dù rách cổ cũng bằng không. Lễ Phật dễ dàng, lý khó thông, ý không thành kính luôn uổng công, thân quỳ mập lễ tâm không kính, trầy da sức trang nó bằng không. Cho nên mình nhiều khi mình tu mình bị cái hình thức hóa, mà mình thiếu chánh niệm đem cái sức sống vô trong hình thức đó, thì nói với thầy nó không phải là tu. Phí sức uổng công đó là bài, và phí nhàn ca của ngài Hám Sơn. Thì sưng cơ cũng vậy, cái tiếng khen mình chê mình á, mình như thế nào đó không có quan trọng. Quan trọng là mình tự biết mình. Biết mình không? Nghe nói bà này tu giỏi lắm đó, là mình khoái không à? Là không phải. Tại mình khoái là mình tu dở rồi. Nếu mà mình tu dở mình mới bị cái ham cái lời khen đó. Còn nếu mà tu giỏi thật sự là mình không có ham cái lời khen đó. Sưng cơ. Mà sưng cơ không là cái tiếng ta khen mình trước mắt á, người ta nhiều khi ta muốn lợi dụng mình đó mà. Ta khen mình đó mà để cho mình làm suối á. Suối nó bà giỏi đó, bà làm đi, bà làm đi đó, tôi thấy bà được đó, bà làm đi. Tại ta làm rồi nó vô mình hưởng cái phần đó không mà. Còn là không được á, nó thôi tôi không dính dáng vậy nè, bà làm hay tôi làm đi. Có không? Có không mà. Thì sưng cơ, cho nên mình phải biết mình, tự làm chủ để mình. Và cuối cùng là gì? Khổ và lạc, khổ và vui. Con người ta sống trên cõi đời này là trong cõi khổ mà. Đồng ý không ạ? Cõi đời này là cõi khổ. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, nhìn lại cùng trong biển khổ thôi. Đúng không ạ? Đời là biển khổ, mà biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, nhìn lại cùng trong biển khổ thôi. Thế nào là thuyền ngược gió và thế nào là thuyền xuôi gió? Thưa đại chúng, các vị là thuyền ngược hay thuyền xuôi vậy? Ngược hay xuôi? Có người nói xuôi, người ngược à? Có lúc ngược, có lúc xuôi. Có người ngược, có người xuôi, mà có lúc ngược, có lúc xuôi đúng không ạ? Xuôi là lúc mình thuận cảnh á.
có người sanh ra là mở mắt ra thấy mình là con của Obama là thấy là cái xui. Mở mắt ra thấy ở lên châu Phi á, là chỗ mà nó đói sida không là biết là gì, là ngược. Mình mới đẻ ra là đã có ngược với xui rồi đó mà. Mở mắt ra con ăn mày thấy cuộc đời là thấy là 50% là ô ai tai rồi. Còn mà mình sanh ra con triệu phú nhà giàu là thấy là mình là khác rồi đó không ạ? Thì đó là đầu tiên thôi. Nhưng mà có nhiều cái ngược cái xui nữa, mình sanh ra con nhà giàu, nhưng mà sanh ra con nhà giàu mà bị sanh ra tật bẩm sinh, bị handicap, ngược cái xui. Con nhà giàu là xui nhưng mà ra cái thân mình bị handicap không ạ? À, giàu cách mấy cũng hưởng không có được không ạ? Có tiền cách mấy cũng đi học không được, bị thần kinh khùng khùng, điên điên, chân đi không được, người ta nhiều, người ta dắt không mà tay bị quèo quèo thì thấy là cuộc đời thấy ô ai tay là cũng là người. Cho nên nó có cái phức tạp trong, nó có những cái thuận mà có cũng cái nghịch. Có những người nghèo mà nó thông minh học giỏi không mà, có gia đình giàu mà nó đần độn thì đâu rớt đó như Bùi Kiệm, cũng trong cái thuận cái nghịch có cái xui. Nhưng mà dù là xui hay ngược gì, điều là gì, cùng trong biển khổ thôi. Tức là gì, tất cả đều là trong biển vô thường. Đúng không ạ? Anh dù có giàu cách mấy rồi một ngày nào đó anh cũng phải bỏ tay.